Hello, hello. Hello các bạn. Hôm nay là bạn Sang đến văn phòng của mình chơi. Dạ. Yeah. Giúp mình là cài đặt một số cái âm thanh rất là hay. Bây giờ Sang đánh thử demo cho mình đoạn tranh sáo nhị bầu nhỉ? Dạ. Yeah. Ví dụ bài gì anh ta? Bài gì cũng được. Miễn là kiểu bài để nghe cho các bạn ấy nghe. Quá hay rồi ha. Chơi bài dân ca mà. Bài dân ca. Sự là âm thanh cái này á, sáo rồi tất cả những cái thiết bị khác mà Sang update cho mình. Dạ. Yeah. Mình sẽ phối khí, đúng không? Mình sẽ sử dụng được mình phối khí. Những cái bài nào mình thích, đúng không? Yeah. Rất là tuyệt vời. Có tiếng nhầm cổ nữa. Sáu mèo không nổi. Để chú em lấy sáu mèo ra. Nó nằm ở trong. Nhiều lắm đúng không? Tha hồ sử dụng. Sáu mèo đây bắt đây. Nó nghĩa là khi là nó tự chạy câu luôn nha thằng nha. Bấm lên nó tự nhiều câu lắm. Quá hay rồi. Này. Dạ, em nghĩ là tầm khúc giữa dưới ha, tới trên lên tới trên đây bắt đầu nó bị ém tiếng lại ha. Okay. Mình có thể mình nâng sao kẹt lên được. Này mà làm nhạc dễ làm hơn. Dương ca thì dạ. Quá hay luôn ha.